làm mình chi phí nhiều phải trúng mới được. Không trúng thì đêm dương hả? Sáng ăn giờ sáng ăn ăn hết luôn rồi, hết luôn. Sáng ăn ít gì mà giờ ăn nhiều hả? Ừ. Ăn như trâu hả? Ai cộng thuốc cho mà giữ vậy? Con già đó. Con già hả? Ừ, 6 loại. Từng bữa luôn lớn ông kia 18 loại đó. 8 loại thuốc hả? Ừ. Mà rẻ giá tiền bịch mấy ngàn cũng không trúng tiền trúng kia. Rồi, chào các bạn mọi người đang xem ha. Hôm nay quay phim xịt thuốc các bạn. Hôm gài xịt buổi sáng ngày nào cũng mưa chưa ha. Thì thấy anh chủ ruộng trẻ này mới làm ruộng vụ đầu tiên nha các bạn. Rồi gắng tranh thủ xịt buổi chiều mà buổi chiều cũng mưa luôn nè các bạn, thấy không? Mình kia trắng xóa hết trơn rồi. Biết có tới đây không nữa nè. Miếng này mới dặm xong rồi sáng mà. Không biết xịt này sắc xịt thuốc đậu ôn nữa quá. Để lát đồ xịt thuốc lại gần gần rồi quay cho các bạn xem cái xịt thuốc gì nhớ mà. Trời mưa luôn rồi không? Đây nè, đang mưa ha, nắng mà mưa. Quá trời khiến lửa nó bù rồi. Đó mình nói là mưa gì đang mưa đó các bạn thấy không? Mà chắc mới xịt được có một bình hay gì, bình hai bình gì đó. Nãy đang xịt cần 4 mét thế gì nè các bạn, 4 mét 5 6 mét gì đó. Mình được biết là anh này mới em trai mới làm ruộng vụ đầu tiên nha mọi người. Miếng đất này mới cố lại người ta vậy nè, 3-4 công gì vậy. Rồi mưa tới luôn, gầm gầm tới luôn. Chơi xà lõn khỏi hôi trang vậy chứ bước là được rồi. Lội nhanh dữ rồi. Nói chung đồng với mình có cắt có xịt thuốc đồ lây gai tùm lum hết chứ các bạn. Xã này xã kia ha, quá trời lội à. Có vợ đi theo đưa khẩu trang nữa các bạn. Rồi hết một bình nữa ha, dở ruộng mình cũng không có xuống quay được luôn. Đưa khẩu trang mà anh này ảnh không khỏi đeo, không nói khỏi đeo đâu. Lỡ rồi. Ở đây nói chung miếng nào cũng có bị tình trạng mà nó trắng trắng lá bạc lá vậy các bạn. Nhiều người nói bạch tạng gì đó. Chứ mình cũng có bị thường xuyên nhưng mà thấy nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu các bạn ơi. Với mình thì ít ai xịt đâu. Từ từ nó phục hồi được hết trơn. Quá trời bọt luôn. Ồ, cái tay phủi luôn. Vô đầy mặt luôn. Thuốc gì hôi hôi chứ Tấn? Hả? Sao thuốc gì hôi vậy? Đại gông cái gì? 5-6 loại lắm. Đủ
6 loại. Đây cho mấy khẩu trang bắt luôn. Đây đây đây, lấy cho nó nha. Lỡ rồi. Còn bình cuối đeo lại đi. Khẩu súng thế này, súng kia à. Đất này vậy mà lúng dữ vậy. Không bao đâu, thịt mới. Sáng ăn giờ sáng ăn hết luôn rồi, giữ hết luôn. Sáng ăn ít gì mà giờ ăn nhiều hả? Ừ. Ăn như trâu hả? Lỡ cỡ chứ mày, mày xịt ba thuốc này mà không có đeo khẩu trang nó sặc luôn. Đó. Không già hả? Ừ, chiếc 6 loại. Ồ, này su đăng gì vậy, này thuốc xông hơi. Mới đây ông kia sụt trong xích công cát luôn. Công cát luôn hả? À? Ừ. Còn cáp đèn thịt nó không trúng thế này, không trúng thế kia đâu. Chiều hôm qua còn đã đỡ, sáng nay lên nó đẩy tăng họ cần hết luôn, ba người sao cao rồi. Mày bù lạch nữa hả? Bù lạch luôn mày, nó không chết bù lạch sao ta? Cộng dữ trời, cộng dữ trời, trời đủ thứ. Không, nó nhiều loại đó, cũng bổ cũng đúng đó à. Chặt này cũng trúng kìa. Ừ. Này ít rồi á. 4 loại đâu, 5 loại gì mà, 5 loại. Thường bữa luôn lớn ông kia xịt 8 loại đó. 8 loại thuốc à? Ừ. Mà ghẻ giá tiền bịch mấy ngàn nó không trúng kìa. Công cách này phải của công ty lúa vàng đâu, của công ty Vina Thái gì. Công cách nhái. Lúa nhỏ mà chơi cà dữ. Ba con mà xịt 4 bình đó. Được rồi. Nhiều chứ. Nhiều à. Ừ. Đúng thịt cái ba bình rồi. Còn cái miếng này đợt này làm hết luôn à. Ừ. Sầu phào nó cắn khúc 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 nhóc vậy. Để xịt nhiều thứ thì có khi những ba này kiếm 1 tấn cũng được. Tấn hả? Ừ. Đồ dữ vậy. Ừ. Sâu phao lúa còn nhỏ vậy ăn sao đâu. Xịt nó không chết nó chứ. Khó chết. Khó chết lắm à. Xịt ba thằng xong hơi là chết chứ. Khó chết. Tám Dũng xịt tới 2 lần á. Mới chết á. Sâu phao à? Ừ. Xịt thuốc anh mạnh không à, xịt tới 2 lần á. Đầu vũ giờ mới xịt mới cử này phải không? Mới cử à. 2 mấy ngày đó. 21 rồi. Không có còn chát gì hết trơn à. Bonsai được không? Không luôn à. Ừ. Sáng đi mua bên Mỹ mà tính theo đúng là có một bên Mỹ nữa. không có à? Rồi đi mua không có. Bên này được rồi, lúa nhỏ mà. Với lại 5451 này đâu có bị đâu xịt tới bên Mỹ. Sáng đi mua thiếu 2 loại thuốc chứ không thôi cũng trộn nhóc hết trơn đó. Lá mình mạnh đã ta. Gãy hết nhiêu phần rồi? Đâu con 30 kg rồi đó. 30 kg rồi, mấy 2 mấy ngày à. Mới gãy nữa đó. Mới gãy nữa hả? Ừ. Sáng gãy con 30 kg nữa. Làm theo kỹ sư ông già vậy đó hả? Ừ. Tại lúa mà không lúa này không đốt gạ được á. Ừ. Nó hơi nặng thân. Nặng thì thấy còn xanh lè này gãy cho nữa mà ơi. Để tới 30 ngày 2 bức luôn. Rồi cử nữa rồi cái cuối vụ nhất thân cái nữa. Tính ra hơn bao rồi đó. Chi phí do tính ra cộng hơn bao đó. Ừ, hơn bao rồi. Tại vì đợt 30 ngày nữa thì nó ra 40 kg rồi. Ừ. 4 mấy kg rồi. Làm chi phí nhiều phải trúng mới được. Không trúng thì đêm dương hả? Xịt 5 loại thuốc. Chú ba phải kiếm tấn rồi được. Để coi các chú ba này thử không? Không có thấy sâu đục thân ta, không ít ha. Chưa. Có OM của mực có nè, bên kia OM bị. OM 18. Nhóc OM, luôn. OM bên kia gãi thân chưa? Chưa. Tại nửa tháng mới gãy. Thì về mới. Hả? Theo đúng là người ta là
dưa mầm đầu tiên là ta trộn với dưa mầm nó thân á, ghê mà đó. Nó xanh dữ lắm xanh. Thầy nói. Hả? Thầy nói. Trời ơi, có trộn rồi á. Vậy là xanh à? Ờ, trộn một bình cỡ khoảng chừng 2-3 muỗng. Nửa ký phân đi. Bình nửa ký phân hả? Ờ. Không cháy hả? Không. Làm rồi không? Nửa ký không tới nửa ký cỡ 300 gram rồi. Mình quậy với dưa mầm mình đó. Cũng vụ này chưa nghe. Vụ sau xịt thứ ơi, nó xanh là mình nhẹ thân mình đó. Là gọi được cái xịt phải không? Ờ, có gãi vô. Có gãi phải không? Do bộ nó gãi rồi đó hả? Cái này không biết nè, không có gãi, miếng kia gãi. Thấy im hơn dữ không? Xanh xanh lâu lắm, bị nó hạ phèn do bộ nó gãi trước á. Hạ phèn với lại nó ba cái vi khuẩn đồ nó không đỡ. Còn dược mầm mình trộn, mình ngâm trước mình đem về á, ngâm nó thành nước cái bữa sau xịt, ớ để bữa sau trộn xịt. Cái lịch xịt. Chưa có làm thử. Bình nó gọi hả? Dạ, bên đó ai muốn chơi dữ chứ. Chạy dài trên đó hả? Hả? Chạy dài trên đó hả? Ừ. Xanh lâu lắm xanh. Lúa tao bị chắc bị lạch quá, mới đầu bên đây thấy vàng khè, bên kia thì xanh. Đầu bị lạch dễ lạch hả? Mới xịt luôn, gãi phân xịt luôn. Có sâu này có nè. Hai bác tử nó chết đó, sâu này. Tối luôn à.